Thưa quý vị và các bạn, ung thư cũng là một bệnh lý gia tăng nhanh hàng đầu tại Việt Nam khi chỉ trong năm 2018 thì ước tính đã có hơn 160.000 người Việt mắc ung thư mới và hơn 114.000 người tử vong vì căn bệnh quái ác này. Theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu, tại Việt Nam ung thư cũng là bệnh lý đang tăng cao, trung bình mỗi ngày hơn 450 người mắc mới và hơn 312 người tử vong. Trong vòng 6 năm qua, số bệnh nhân ung thư phát hiện mỗi năm tăng 31%. Ba loại ung thư phổ biến nhất là ung thư phổi, ung thư vú ở phụ nữ và ung thư đại trực tràng. Các loại ung thư này cũng chiếm 1/3 tỷ lệ mắc và tử vong. Trong đó, số bệnh nhân bị ung thư gan đã vượt qua số ung thư phổi, trở thành bệnh ung thư thường gặp nhất ở Việt Nam. Các chuyên gia khuyến cáo từ 40 tuổi trở lên, ở cả nam và nữ có sự gia tăng tỷ lệ ung thư nên cần tầm soát. Theo các bác sĩ, phần lớn những người ung thư được chẩn trị đoán quá trễ, ít có cơ may chữa khỏi. Trong đó ung thư gan giai đoạn muộn chiếm tỷ lệ cao nhất gần 88%, kế đến là dạ dày 87%, phổi 84%. Chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời là yếu tố cốt lõi để cải thiện tiên lượng sống cho bệnh nhân ung thư.